Em Đạt Auto Bình An xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn trở lại với kênh mua bán xe cũ cũng như là Auto Bình An. Và ngày hôm nay thì em xin giới thiệu một mẫu xe 7 chỗ đa dụng đến từ hãng xe Hyundai. Trước màn ảnh của quý anh chị và các bạn là mẫu Hyundai Santa Fe, được sản xuất năm 2020, máy dầu bản full. Chiếc xe này thì có màu đỏ, nội thất hai màu đỏ đen, lăn bánh 3.4 km, một chủ từ đầu còn cực kỳ đẹp và mới. Ở trên mẫu xe này thì được trang bị rất là nhiều những công nghệ hiện đại và rất là nhiều tính năng an toàn. Thì sau đây em Đạt xin review chi tiết nội ngoại thất của chiếc xe này để cho quý anh chị và các bạn cùng xem cũng như tham khảo. Ở trên mẫu Hyundai Santa Fe bản 2.2D Premium thì chúng ta sẽ được trang bị một cụm đèn pha full LED với thiết kế hoàn toàn mới, khi mà cụm đèn pha được đẩy xuống bên dưới của mặt ba đờ sốc. Phía trên đây là chúng ta sẽ có một cái giải LED định vị ban ngày và phần cảm biến va chạm phía trước. Chiếc xe có cái thiết kế mặt ca lăng rất là to bản và cực kỳ đẹp. Dưới phần nắp capo của chiếc xe đó là chính cũng là cái khối động cơ có dung tích là 2.2 lít, sản sinh công suất là 202 mã lực. Động cơ máy dầu cực kỳ là tiết kiệm. Đây, như quý anh chị và các bạn có thể quan sát được là tất cả những con ốc động cơ thì đều còn nguyên bản, chưa hề có dấu hiệu bị tháo giã, vẫn còn nguyên phẩy sơn của nhà máy. Cũng như là tất cả những cái sản phẩm của Auto Bình An thì đều được cam kết vào văn bản xe tuyệt đối không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hợp số nguyên bản. Quý anh chị và các bạn hoàn toàn có thể mang ra hãng hoặc gara quen kiểm tra thoải mái. Chiếc xe rất là mới khi mà lăn bánh mới có 34.000 km, rất là giữ gìn, sơn zin trên 95%. Đây, toàn bộ phần keo chỉ cabo đều nguyên bản hết quý anh chị các bạn nhé. Ở trên mẫu Santa Fe này, bản full này thì chúng ta sẽ được sở hữu cái bộ la răng đúc có kích thước là 19 inch, có phay xước rất là đẹp. Phanh đĩa thì được trang bị ở cả 4 bánh. Chiếc xe cũng được trang bị các hệ thống an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử. Rất là nhiều những cái option an toàn ở trên chiếc xe này. Lốp cực kỳ dày. Đây, chúng ta có thể quan sát được là phần lốp zin theo xe, phần tanh lốp cực kỳ dày luôn, vẫn còn nguyên dâu ở trên lốp. Một cái phần lốp rất là mới, sơ cua chưa hạ. Đây, phần sơn chiếc xe rất là đẹp. Trên gương của chiếc xe cũng được trang bị một giải LED xi nhan trên gương cũng như là hệ thống cảnh báo điểm mù. Em sẽ đi vòng quanh một vòng để cho quý anh chị và các bạn có thể quan sát được phần nước sơn của chiếc xe. Một cái phần nền sơn rất là đẹp, sơn zin còn cực kỳ nhiều. Đèn hậu cũng được trang bị là đèn hậu full LED. Rất là đẹp. Ở đây bản full thì chúng ta sẽ có chữ Santa Fe Premium. Chiếc xe thì đã được bác chủ xe rất là cẩn thận lắp thêm bệ bước. Mọi người có thể quan sát được là phần nước sơn của chiếc xe, sơn zin còn cực kỳ nhiều và rất là đẹp. Không gian nội thất vô cùng mới. Chiếc xe này thì vừa về cửa em sáng ngày hôm nay, mới chỉ rửa nước lã thôi. Phần nội thất vẫn còn chưa dọn mà nó đã mới như thế này. Đây, mọi người có thể quan sát được phần má ghế cực kỳ căng. Ghế trước chỉnh điện 10 hướng. Phần vô lăng thì vẫn còn mới phấn luôn. Đây, mọi người có thể quan sát được chiếc xe này mới lăn bánh 34.000 km thôi. Trên vô lăng thì cũng có các nút bấm tích hợp. Ở đây thì chúng ta sẽ có công tắc của cảnh báo điểm mù, cân bằng điện tử, nút mở cốp cũng như là khóa cầu. Chiếc xe thì được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, có thể chia cái tỷ lệ kéo giữa bánh trước và bánh sau, rất là khỏe. Toàn bộ kính là kính auto. Tất cả các phần nút bấm này chúng ta có thể thấy được ở đây, rất là mới.
ghế lái chỉnh điện, nhớ ghế hai vị trí, ốp vần gỗ rất là đẹp. Hàng ghế thứ hai thì vô cùng rộng rãi và rất là mới. Hàng ghế thứ hai rất là mới, có cả cửa gió điều hòa ở cả ba hàng ghế. Người ngồi sau có thể điều chỉnh cái vị trí của ghế đằng trước nếu mà khi mà ghế đằng trước tụt xuống quá sâu khiến chúng ta bị chạm cái đầu gối gây cảm giác khó chịu. Rất là nhiều option ở trên chiếc Santa Fe này. Hàng ghế thứ ba thì hầu như là chưa có người ngồi và toàn bộ cái phần khoang cốp này, thứ nhất là sẽ có cái khoảng để đồ rất là rộng và đều được bọc thảm hết, nên là mọi người có thể thấy được là bác chủ cũ rất là cẩn thận. Này, toàn bộ cái phần cốp này đã được bọc thảm hết. Hàng ghế thứ ba này thì hầu như là chưa có người ngồi mọi người nhé. Tất cả những cái phụ kiện theo xe này thì vẫn còn nguyên xi nguyên bản. Em sẽ mở lên cho mọi người thấy được. Đó. Tất cả những phụ kiện theo xe còn đầy đủ. Ở hàng ghế thứ ba này thì chúng ta cũng có các cái phần cửa gió điều hòa để có thể chỉnh tốc độ gió cũng như là nhiệt độ ở hàng ghế thứ ba luôn. Rất là tiện lợi. Cốp là cốp chỉnh điện, đóng mở chỉ bằng một nút bấm thôi. Rất là tiện lợi. Ở hàng ghế thứ hai thì chúng ta có cả phần rèm che nắng ở đây. Rất là riêng tư. Đây. Màu nội thất đen nâu phối hợp với nhau. Chỉ ở bản Premium thì chúng ta mới có ghế hai màu và trần da lộn. Đây, phần trần này là phần trần da lộn. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Chất liệu da lộn. Rất là cao cấp. Nội thất xe cực kỳ mới. Chiếc xe cũng được trang bị phanh đai điện tử, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và các chế độ lái, điều hòa tự động, sấy sưởi ghế, sấy sưởi vô lăng. Và phần màn hình thì vẫn còn nguyên ni lông, chưa hề bóc. Nó là rất mới. Hiện tại chiếc Hyundai Santa Fe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 1 tỷ lẻ mấy chục triệu đồng. Nếu quý anh chị và các bạn quan tâm chiếc xe này thì có thể qua trực tiếp tại cửa hàng em tại địa chỉ là Auto Bình An, số 89C đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Hoặc là liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại em để trên màn hình là 0967891388. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.